Clip dưới đây ghi lại cảnh một người đàn ông xăm trổ cầm súng vào nhà dân bắn loạn xạ khiến người xem không khỏi thót tim, cũng như cảm thấy lo lắng về sự an toàn của việc sử dụng súng đạn. Dựng người cảnh đối tượng cầm súng xông vào nhà dân bắn loạn xạ, dí súng vào đầu nhiều người ở Quảng Bình. Mâu thuẫn trong vấn đề làm ăn, đối tượng xăm trổ đi ô tô đến nhà chủ nợ rồi dùng súng bắn liên tiếp nhiều phát đạn gây náo loạn khu dân cư. Theo thông tin từ Công an thị xã Ba Đồn, Quảng Bình cho biết, ngày 14 tháng 5 đơn vị đã bắt giữ Nguyễn Đức Quý, sinh năm 1983, chú thị xã Ba Đồn do có hành vi dùng súng đột nhập nhà dân, gây hoang mang, mất trật tự an ninh khu dân cư. Theo đó, sự việc trên xảy ra vào chiều ngày 12 tháng 5 vừa qua và được camera an ninh tại nhà riêng của anh Văn Cô Vích, sinh năm 1983, trú tại tổ dân phố Minh Lợi, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn ghi lại. Theo đó, khi anh Vích đang ngồi ở phòng khách sử dụng điện thoại nhìn thấy phóng ô tô vào rồi dùng súng bắn liên tiếp nhiều phát đạn. Nghe tiếng súng nên bà Nguyễn Thị Lý, sinh năm 1953, và ông Phạm Xuân Vinh, sinh năm 1950, là bố. Mẹ anh Vích từ tầng 2 đi xuống kiểm tra. Lúc này, Quý đang dí súng vào đầu anh Vích. Khi bà Lý vào căn ngăn, Quý tiếp tục dí súng vào bà Lý thì ông Vinh vào van xin. Sau khoảng thời gian ngắn cãi vã thì Quý rời đi. Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn video ngay lập tức nhận được sự quan tâm và bình luận từ cộng đồng mạng. Đa số người xem đều dùng mình vì sự năng động và liều lĩnh của nam thanh niên trên. Thông tin ban đầu, gia đình anh Vích không có mâu thuẫn gì với Quý. Tuy nhiên, vợ anh Vích là chị Nguyễn Thị Phúc Hiền có bán vật liệu xây dựng cho Quý làm nhà và giữa hai bên có khúc mắc nợ nần. Thời điểm xảy ra sự việc, chị Hiền không có ở nhà. Hiện Công an thị xã Ba Đồn đang điều tra nguồn gốc súng đạn mà đối tượng Quý sử dụng để bắn tại nhà anh Vích. Sự việc vẫn đang được điều tra, làm rõ. Trong trường hợp như trên, kính mong quý vị nhanh chóng tìm kiếm nơi ẩn nấp, tránh việc bị chĩa súng vào người, có thể dẫn đến những kết quả đầy đáng tiếc. Khi đang ngồi sửa máy bơm nước, ông A bị điện giật ngã xuống giếng. Thế vậy, con rể và con trai ông A nhảy xuống và ứng cứu thì đều bị điện giật tử vong. Vụ việc đầy thương tiếc ấy mới đây đã diễn ra tại huyện Lapa, tỉnh Gia Lai. Gia Lai, xuống giếng cứu cha bị điện giật, ba cha con tử vong thương tâm. Khi đang ngồi sửa máy bơm nước, ông A bị điện giật ngã xuống giếng. Thế vậy con rể và con trai ông A nhảy xuống ứng cứu thì đều bị điện giật, tử vong. Ngày 15 tháng 5, thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Yapa, Gia Lai cho biết trên địa bàn huyện vừa có 3 nạn nhân tử vong do bị điện giật. Trước đó, vào khoảng 8 giờ ngày 14 tháng 5, ông K.A. sinh năm 1970, trú tại thôn Vong Vong, xã Chư Răng, huyện Yapa đang ngồi sửa máy bơm nước tại giếng nước trong sân nhà thì bị điện giật ngã xuống giếng. Thấy cha bị điện giật, anh N.G. sinh năm 1997. Là con rể ông K.A. đứng gần đó nên đã nhảy xuống giếng cứu cha và cũng bị điện giật. Thế vậy, anh H.T. tiếp tục nhảy xuống giếng ứng cứu thì cũng bị điện giật. Nghe tiếng kêu cứu của ba cha con, người dân cùng thôn đã xuống cứu và cũng bị điện giật nhưng may mắn không bị thương tích. Ba nạn nhân sau khi được làng xóm, người thân đưa ra khỏi giếng và đưa lên trung tâm y tế huyện Yapa cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi tới bệnh viện. Cuộc sống quả thật vô thường. Mới đây, ba người thân còn ở đó, mà chỉ một tích tắc sau, gia đình này sẽ không bao giờ còn được gặp lại được họ nữa. Một vụ việc kỳ lạ mới đây diễn ra tại tỉnh Hà Giang, khi người dân bàng hoàng phát hiện đôi nam nữ nghi có tình cảm với nhau, tử vong ở hai địa điểm khác nhau nhưng lại trong đúng cùng một thời điểm. Phát hiện đôi nam nữ tử vong ở hai địa điểm khác nhau. Người dân bàng hoàng phát hiện đôi nam nữ nghi có tình cảm với nhau tử vong ở hai địa điểm khác nhau trong cùng một thời điểm. Ngày 15 tháng 5, cơ quan huyện Hoàng Su Phi, tỉnh Hà Giang đang điều tra làm rõ vụ đôi nam nữ tử vong bất thường trên địa bàn. Trước đó, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 13 tháng 5, người dân bàng hoàng phát hiện chị NTD, sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tại thôn Ma Lù Súng, xã Bản Nhùng tử vong tại nhà thuê trọ ở tổ 3, thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phi. Cùng thời điểm trên, người dân ở xã Ngàm Đăng Vài, huyện Hoàng Su Phi cũng phát hiện thi thể anh LVC, hộ khẩu thường trú tại thôn Khư Phá, xã Ngàm Đăng Vài tử vong trong tư thế treo cổ. Được biết, anh C đã có gia đình, thường xuyên xuống thị trấn Vinh Quang làm ăn, còn chị D là nhân viên một quán massage tại thị trấn Vinh Quang. Hai người nghi có quan hệ tình cảm với nhau. Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Hy vọng những kết luận cuối cùng sẽ sớm được đưa ra để gia đình hai nạn nhân có thể yên tâm lo chuyện hậu sự. Nắng nóng cực điểm dẫn tới mức độ tia cực tím của cả nước ở ngưỡng báo động. Theo dự báo của cơ quan khí tượng, trong những ngày đầu tuần, chỉ số tia cực tím trên cả nước ở mức nguy cơ gây hại rất cao, nhiều địa phương trong ngưỡng từ 9 đến 10. Đầu tuần, chỉ số tia cực tím trên cả nước ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao. Theo dự báo của cơ quan khí tượng, trong những ngày đầu tuần, chỉ số tia cực tím trên cả nước ở mức nguy cơ gây hại rất cao, nhiều địa phương trong ngưỡng 9 đến 10. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay, ngày 15 tháng 5, tất cả các khu vực trên cả nước,
được dự báo sẽ có chỉ số tia cực tím UV cực đại ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao, đặc biệt trong khoảng thời gian từ 11 đến 13 giờ. Lúc 12 giờ, một số địa phương sẽ ghi nhận chỉ số tia cực tím ở mức 9 đến 10, mức gây hại rất cao như Hải Phòng 9.6, Hà Nội 9, Hạ Long 9.4, Nha Trang 10, Thành phố Hồ Chí Minh 9.7, Cần Thơ 9.7. Ba ngày tiếp theo, ngày 16 đến ngày 18 tháng 5, chỉ số UV cực đại trên cả nước ít có sự thay đổi, duy trì ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao. Đây cũng là thời điểm nắng nóng diện rộng bắt đầu quay trở lại Bắc Bộ, Trung Bộ sau những ngày thời tiết mát mẻ. Theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế, người dân khi ra đường vào thời điểm tia UV cao cần đội nón rộng vành, sử dụng dù, đeo mắt kính màu sậm, bịt kín khẩu trang và tránh nắng trong bóng râm, cây cỏ bóng mát để hạn chế tác động từ tia UV. Cũng theo cơ quan khí tượng, từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 5, Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ khả năng có nắng nóng diện rộng. Một số địa phương như Sơn La, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh được dự báo nhiệt độ cao nhất có thể chạm ngưỡng 40 độ C. Đông Bắc Bộ từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 5 và ngày 21 đến ngày 23 tháng 5 có thể nắng nóng diện rộng. Từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 5, khu vực này mưa rào và dông rải rác. Tây Nguyên và Nam Bộ từ nay tới 17 tháng 5 mưa rào rải rác và có nơi có dông lúc chiều tối, từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 5. Chiều và tối mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Con người bị phơi dưới tia UV có cường độ cao trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe như bị sạm da, bỏng nắng. Nguy hiểm nhất là bị ung thư da. Kính mong quý vị cùng lưu ý. Dự báo thời tiết ngày 16 tháng 5, vùng núi phía Tây, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ C và đang phát triển và mở rộng về phía Đông Nam. Nắng nóng có nơi 38 độ C ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Dự báo ngày 16 tháng 5, vùng núi phía Tây khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua, vùng áp thấp nóng phía Tây đang phát triển và mở rộng về phía Đông Nam. Dự báo diễn biến nắng nóng trong 24 giờ đến 48 giờ tới. Ngày 16 tháng 5, vùng núi phía Tây khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất 45-60%. Khu vực Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ. Từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 5, ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng, với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 39 độ. Từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 5, ở phía Đông Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng, cấp 1. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư. Do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Nắng nóng khiến trứng chín trên chảo đặt ngoài trời. Trên một quả trứng trên chảo trong bếp có thể mất chưa đầy 5 phút. Tuy nhiên, một phụ nữ Malaysia đã quyết định tận dụng sức nóng từ mặt trời để chiên trứng ngoài trời. Và người phụ nữ đã cần tới 2 giờ. Quốc gia Đông Nam Á này đang phải đối mặt với đợt nắng nóng dự kiến kéo dài đến tháng 6. Trong khi nhiệt độ tại bang Negeri Sembilan đạt đỉnh 38,4 độ C vào ngày 22 tháng 4, theo CSAM. Trong một bài đăng trên Facebook, vào ngày 12 tháng 5, Fatasa Nadia ở Sabah, Malaysia, viết rằng nhiệt độ lúc đó là 36 độ C và cô tìm cách dùng sức nóng ngoài trời để chiên một quả trứng. Cô ghi lại quá trình với thời gian và hình ảnh cụ thể trong bài đăng. 13 giờ. Fatasa đổ dầu ăn lên chảo dưới nắng. 10 phút sau, cô đập một quả trứng lên đó. Đến 13 giờ 20 phút, lòng trắng trứng bắt đầu đông lại. 30 phút sau, cô nhận thấy lòng trắng và lòng đỏ trứng dường như rắn lại. Đến 14 giờ 15 phút, quả trứng có vẻ gần chín và 30 phút sau, Fatasa dường như sắp thành công. Vào lúc 15 giờ 30 phút, những gì trước mắt cô giống như một quả trứng chín hoàn toàn trong nắng. Bài đăng của Fatasa đã được chia sẻ hơn 2.200 lần và thu hút nhiều người quan tâm. Người dùng Facebook Các Trang Lim đã tắt một người bạn vào bài đăng và nói, hãy thử chiên trứng kiểu này vào ngày mai. Hôm ngày 11 tháng 5, Cục Khí tượng Malaysia đã đưa ra cảnh báo nắng nóng cấp độ 1 ở 7 bang Kedah, Kelantan, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Sabah và Sarawak. Cảnh báo được đưa ra khi nhiệt độ khu vực này lên tới 35-37 độ C trong nhiều ngày liên tiếp, theo tờ Malay Mail. Fatasa không phải là người duy nhất dùng sức nóng từ mặt trời để chiên trứng. Hồi tháng 4, một người đàn ông ở Tây Benzer, Ấn Độ cũng làm điều tương tự khi đặt một chiếc chảo trên sân thượng tư gia. Ấn Độ cũng đang phải đối mặt với một đợt sóng nhiệt, ghi nhận nhiệt độ ban ngày vượt quá 40 độ C. Tại Singapore, nhiệt độ đạt 37 độ C ở Ang Mo Kio hôm ngày 13 tháng 5,
đánh dấu mốc nhiệt độ hàng ngày cao nhất mọi thời đại ở nước này, từng được ghi nhận một lần trước đó ở Tenga vào ngày 17 tháng 4 năm 1983. Đây cũng mức là nhiệt độ cao nhất được ghi nhận trong tháng 5 và là ngày nóng nhất năm 2023. Người dân trong khu vực cần có các biện pháp phù hợp để tránh nắng hiệu quả, bao gồm tránh ra đường vào giờ cao điểm, nạp đủ nước vào cơ thể và tránh để các vật dụng dễ cháy tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Sau màn ra mắt ấn tượng trong Đạp Gió 2023, Chipu tiếp tục tạo được chú ý bởi màn trình diễn ca khúc Si Tình. Chưa đầy một tiếng sau khi tập 2 lên sóng, màn trình diễn Si Tình của đội Chipu lập tức leo thẳng lên vị trí thứ 4 trên mạng xã hội Weibo. Khán giả Trung Quốc, Chipu rất giỏi, diễn cùng các tỷ tỷ mà không hề kém cạnh. Chưa đầy một tiếng sau khi tập 2 lên sóng, màn trình diễn Si Tình của đội Chipu lập tức leo thẳng lên vị trí thứ 4 trên mạng xã hội Weibo. Sau màn ra mắt ấn tượng trong Đạp Gió 2023, Chipu tiếp tục tạo được chú ý màn trình diễn ca khúc Si Tình tên tiếng Trung, Dinh Dinh Giang Giang cùng Ella, Ngô Thiến và Trương Gia Nghê trong tập 2. Với sự đánh giá của các khán giả có mặt tại trường quay, màn trình diễn Si Tình của đội Chipu đã đạt số bình chọn cao nhất trong tất cả các đội với 853 phiếu, xuất sắc giành chiến thắng trong vòng công diễn đầu tiên. Điều này đồng nghĩa tất cả các thành viên trong team thăng hạng ngay lập tức an toàn đi tiếp vào vòng trong mà không cần xét điểm số điểm mỗi cá nhân. Chipu không giấu được sự xúc động khi bật khóc khi nghe kết quả. Chưa đầy một tiếng sau khi tập 2 lên sóng, màn trình diễn Si Tình lập tức gây sốt khi lên thẳng vị trí thứ 4 trên Weibo với từ khóa Dinh Dinh Giang Giang của đội Ngọt Ngào. Trên các trang mạng xã hội, khán giả chung phản ứng tích cực về màn trình diễn, sân khấu này càng chứng minh Chipu rất giỏi, diễn cùng các tỷ tỷ mà cô không hề kém cạnh. Kết quả thật xứng đáng với sự cố gắng của cả nhóm. Xem phần trình diễn hôm nay, mình thấy Chipu đang làm rất tốt rồi. Trong phần giới thiệu của tập 3, nhà sản xuất tiết lộ một số khoảnh khắc của Chipu cùng các tỷ tỷ. Đáng chú ý, Chipu cùng Ella đã cùng nhau ngồi chọn bài hát và nữ ca sĩ còn thốt lên rằng đây là bài hát của tôi. Sau đó, Chipu cũng được giao quyền lựa chọn thành viên về đội của mình cho màn trình diễn tiếp theo. Điều này khiến các khán giả tò mò hơn về kết quả mà Chipu đạt được sau 2 tập lên sóng. Trong tập phim Hậu trường Cảnh sinh hoạt phát sóng hôm ngày 11 tháng 5, Chipu có cơ hội giao lưu cùng 32 thí sinh trong chương trình Đạp Gió 2023. Cô đã tặng cho Amber chiếc áo dài truyền thống cùng chuyến du lịch Việt Nam cho hai người. Các thí sinh khác cũng thể hiện sự thích thú, dành lời khen cho áo dài truyền thống Việt Nam. Thái Thiếu Phân, Giả Tịnh Văn và nhiều nghệ sĩ nữ khác cũng bày tỏ mong muốn được đến Việt Nam. Đáp lại tình cảm yêu mến của các chị em khác, Chipu cho biết sẵn sàng làm hướng dẫn viên khi Amber và bạn bè đến Việt Nam du lịch. Chipu được khen ngợi về sự tinh tế khi không chỉ giới thiệu áo dài, du lịch Việt Nam mà trước đó còn có cốm tươi làng vòng, bánh cốm. Có thể thấy, cô ca sĩ trẻ đang từng bước ghi lại dấu ấn trong mắt cộng đồng mạng Trung Quốc. Rất mong Chipu sẽ tiếp tục gặt hái những thành công của mình và quảng bá âm nhạc Việt Nam ra cho bạn bè quốc tế. Phương Oanh và Soát Bình tiếp tục là sự quan tâm hàng đầu của cộng đồng mạng trong những ngày này. Tiếp tục là những bức hình tình tứ giữa hai người được chia sẻ. Cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ trước chia sẻ mới đây của cô diễn viên với vị sao. Hé lộ khoảnh khắc Phương Oanh và Soát Bình tình tứ vì vu nước ngoài có một bức ảnh gây chú ý. Những hình ảnh Phương Oanh và doanh nhân Hòa Bình đi du lịch cùng nhau lần đầu được hé lộ. Cách đây 2 ngày, doanh nhân Hòa Bình lên tiếng thông báo đã hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ cũ. Trong khi Soát Bình liên tục có chia sẻ mới trên trang cá nhân thì Phương Oanh lại không động thái liên quan mà chỉ đăng hình ảnh công việc. Tuy nhiên, mới đây những khoảnh khắc tình tứ, dính như sam của Soát Bình và Phương Oanh được hé lộ. Dựa vào loạt ảnh này, dễ dàng nhận ra Phương Oanh và bạn trai đã cùng nhau vi vu đến nhiều quốc gia. Trong đó có cả hình ảnh trong chuyến đi Anh hồi tháng 12 năm 2022, đây chính là giai đoạn cả hai vướng nghi vấn trục trặc tình cảm. Việc loạt ảnh này được chia sẻ và lan truyền trên mạng xã hội vào thời điểm Soát Bình vừa chính thức ly hôn đã thu hút sự chú ý và bàn tán của dân mạng. Trước đó, Phương Oanh thừa nhận gặp áp lực sau khi công khai mối quan hệ với bạn trai doanh nhân. Nữ diễn viên chia sẻ, tôi sống tự lập từ năm 18 tuổi, trải qua không ít thăng trầm nên tự tin bản thân mạnh mẽ. Nhưng suốt 8 tháng qua, có nhiều lúc tôi bị suy sụp, nghĩ đến điều tiêu cực. Tôi không thể tưởng tượng được trước đó mình được mọi người yêu thương, dành cho nhiều mỹ từ. Vậy mà chuyện tình cảm với anh Bình được chia sẻ, mọi thứ dường như thay đổi 180 độ. Họ đã dùng nhiều từ thậm tệ, mắng chửi tôi. Bạn thân, nhân viên của tôi đã bật khóc khi đọc những bình luận ác ý về tôi. Về phía doanh nhân Hòa Bình, anh liên tục có động thái bênh vực bạn gái. Mới đây, nam doanh nhân đích thân lên tiếng thông báo, sau hơn 3 năm kể từ ngày ký đơn đồng thuận ly hôn và hoàn tất chia tài sản, đến nay, tôi và vợ cũ đã thỏa thuận xong việc chia tài sản, bổ sung và hoàn tất thủ tục giấy tờ ly hôn theo quyết định công nhận thuận tình ly hôn của Tòa án Nhân dân quận Hà Đông. Ảnh, tổng hợp. Từ một nữ diễn viên đình đám, Phương Oanh bất ngờ trở thành nhân tố nhận về nhiều chỉ trích. Cộng đồng mạng vẫn có những ý kiến nhiều chiều về mối quan hệ này. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị những thông tin thú vị bên lề mối quan hệ trong những chương trình tiếp theo. Việc phát hiện bạn đời mình đang tay trong tay cùng tình nhân luôn khiến ai trong chúng ta cũng không khỏi giận dữ. Nhưng dù có tức giận đến đâu,
mong quý vị cũng không mất bình tĩnh như người phụ nữ dưới đây. Clip Trần Nhân Tình đi bầu cử, chồng bị vợ chặn đường bắn giữa phố. Thấy chồng Trần Nhân Tình đi bầu cử, người phụ nữ 61 tuổi đã chặn đường rồi dùng súng bắn chồng ngay giữa phố. Ngày 14 tháng 5, truyền thông Thái Lan đưa tin một người phụ nữ 61 tuổi ở tỉnh Samut Prakan, Thái Lan đã nổ súng bắn chồng khi ông này dẫn người tình đi bầu cử. Hình ảnh ghi lại được cho thấy, vào 12 giờ 20 phút ngày 14 tháng 5, bà Samon đã đứng chờ chồng ở trước điểm bỏ phiếu và yêu cầu ông này dừng xe. Tuy nhiên, người chồng phớt lờ và tiếp tục điều khiển chiếc xe bán tải di chuyển. Ngay sau đó, bà Samon nổ một phát súng và nhảy lên thùng xe. Người phụ nữ này bắn tiếp hai phát súng, một phát trúng vào lưng chồng. Chiếc xe sau đó mất kiểm soát và lao vào một cột điện. Bà Samon tiếp tục nhảy khỏi xe và lấy dao đâm chồng mình hai nhát khi ông vẫn còn ngồi trên ghế lái. Thấy vậy, người tình nhảy khỏi xe và bỏ chạy. Sau vụ tấn công, bà Samon chờ cảnh sát tới hiện trường để đầu thú. Đại diện cảnh sát địa phương cho biết bà Samon sẽ phải đối mặt với cáo buộc mưu sát và mang súng trái phép ở nơi công cộng. Được biết, bà Samon và chồng kết hôn từ năm 1983. Tuy nhiên, người đàn ông này đã bỏ rơi bà và đi theo tình nhân từ nhiều năm trước. Bà Samon cố gắng liên lạc với chồng nhiều lần nhưng đều bị lảng tránh. Lần cuối cùng hai người gặp nhau là năm 2019. Hải Vân T. H. Hôn nhân, dù có ra sao, cũng nên kết thúc một cách rõ ràng cho cả hai bên để tránh được những tình huống đáng tiếc như câu chuyện trên.